Xin chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Đầu tư từ đâu. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần nhận định thị trường cho tuần tới. Như vậy là kết thúc phiên thứ 6, VN Index tăng gần 4 điểm với thanh khoản sau khi trừ thỏa thuận thì chỉ khoảng gần 8.000 tỷ thôi. Nếu mà chúng ta nhìn cái giao dịch tổng thì chúng ta tưởng là điểm tăng thanh khoản lớn, nhưng thực ra là phiên hôm thứ 6 là giao dịch thỏa thuận lên đến tận 4.500 tỷ. Đấy, và với cái diễn biến như vậy thì chúng ta chứng kiến là trong phiên thứ 6 có những lúc VN Index lên đến chục điểm, lên đến sát đường, thậm chí có những lúc vượt cả đường MA100. Chúng ta thấy là có những lúc lên đến giá cao nhất là lên đến khu vực 1066. Đấy, bây giờ đường MA100 là nó đâu đó là vùng 1065. Đấy, vượt cả đường MA100, nhưng như tôi cũng chia sẻ với anh chị, tiền không có thì rất khó để duy trì được cái độ cao. Đồng ý là trong phiên có thể chớm lên, nhưng thực ra chớm lên xong áp lực bán ở phía trên nó sẽ rất là lớn và sẽ lại quay về thôi. Đấy, chỉ có điều là chúng ta thấy là nhưng cũng khi mà bị bán về thì cũng không bị bán lùi quá sâu. Đấy, cũng không thủng MA5. Đấy, thì chúng ta thấy là cũng có những cái cơ sở để chúng ta kỳ vọng là sau Tết mọi thứ sẽ cải thiện hơn. Nhưng bây giờ trước Tết thì chúng ta trước mắt là chúng ta sẽ phải cẩn trọng cái phiên thứ 2 và thứ 3 tuần sau. Đấy, như tôi đã chia sẻ là hai cái phiên đó là sẽ những nhà đầu tư nào mà cầm vốn vay sẽ mà không muốn cầm qua Tết thì sẽ bán trong hai phiên này. Đấy, bởi vì là nếu bán ở phiên thứ 4 và thứ 5 tuần sau là tiền chúng ta đang vay là vẫn không kịp về tài khoản và chúng ta vẫn sẽ chịu lãi vay trong suốt cái khoảng thời gian nghỉ Tết. Đấy, chúng ta lưu ý là hai phiên thứ hai thứ ba, và với cái diễn biến của thị trường chung, nếu mà trong trường hợp mà thứ hai thứ ba áp lực bán mạnh thì nếu mà chúng ta chưa có tỷ trọng cổ phiếu thì tôi nghĩ là có thể xem xét những cái phiên nhúng về quanh khu vực khoảng bây giờ tôi nghĩ là quanh khu vực khoảng 1030 là cái vùng mua lý tưởng để mà chúng ta kỳ vọng nắm giữ qua Tết. Và tất nhiên chúng ta để một cái tỷ trọng vừa phải thôi, tại vì trong kỳ nghỉ Tết đợt này nghỉ Tết cũng không quá dài, nhưng thực ra trong vòng một tuần thì cũng không biết, tại vì thế giới vẫn giao dịch, thế giới vẫn biến động mà chúng ta không không có một cái sự biến động gì cả, thì đến khi sau Tết nếu mà chẳng may trong một tuần đấy lại có nhiều biến xấu trên thị trường thế giới thì có thể sẽ tác động tâm lý rất là mạnh, nhiều khi là ăn Tết là mất ngon, nên chúng ta lưu ý là điều chỉnh cái tỷ trọng. Phiên hôm thứ sáu thì cũng nhiều nhà đầu tư lo ngại về vấn đề bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài khi mà họ bán ròng lên đến hơn 3.000 tỷ ở sàn HO. Đấy, tuy nhiên là chúng ta cũng không cần lo lắng quá, tại vì bán ròng này là tập trung ở cổ phiếu Eximbank. Đấy, cổ phiếu Eximbank là và tỷ lệ bán ròng lên đến 3.000, gần 3.400 tỷ. Như vậy nếu mà trừ đi tỷ lệ bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài ở mã Eximbank mà bán ròng này thông qua thỏa thuận thôi chứ không phải thông qua khớp lệnh, thì thực ra bản chất là trên sàn HO họ vẫn mua ròng khoảng gần 400 tỷ. Đấy, nên chúng ta không phải quá lo, chứ nhiều nhà đầu tư cũng đã nhìn, nếu mà chỉ nhìn thống kê qua thôi cũng hơi lo lắng, thì tôi nghĩ rằng là thị trường vẫn đang ở trong tầm kiểm soát, chỉ có cái là tình hình là dòng tiền yếu quá nên chúng ta mua đuổi là chúng ta thiệt thôi. Đấy, thiệt về giá. Đấy, nhất là nhiều anh chị là hôm thứ sáu là thấy vượt khỏi đường MA100 là cũng gọi lao vào theo, nhưng trên các cái nhóm khuyến nghị thì khi mà chúng tôi nhìn cái thanh khoản thấp thì chúng tôi cũng không khuyên nhà đầu tư, chúng tôi còn mạnh dạn và các anh chị nào mà cảm thấy là có lợi nhuận tốt rồi mà muốn chốt thì hoàn toàn có thể chốt lời. Đấy, thì anh chị lưu ý cái này. Đà của thị trường thì chắc là vẫn giữ được cái trạng thái tích cực đấy, bởi vì thị trường vẫn đang có cái đà khỏe đấy, nên chúng ta một lần nữa chúng ta thấy là khi mà sức mạnh của thị trường chung và sức mạnh của VN30 mở trong trạng thái mạnh dần thì rất khó để thị trường xuống đấy, nó vẫn có một cái đà để nó đi lên đấy, nên tại sao mà lúc nào tôi cũng phải trước mở màn là bao giờ cũng phải ngó qua cái sức mạnh thị trường chung xem nó đang như thế nào. Đấy, thì tôi cũng thấy rằng là với cái sức mạnh thị trường chung như thế này mà thực sự mà tiền vào thị trường khỏe thì chắc chắn là các cái cổ phiếu sẽ tăng rất là tốt. Đấy, nhưng tại vì tiền giờ đang yếu thì chúng ta cũng không thể nào mà trách được, tại vì chuẩn bị Tết đến nơi rồi, có phải ai cũng ấy. Bây giờ mà với cái áp lực bán xuống yếu như thế này là chúng ta cũng có thể phần nào yên tâm, còn bây giờ chúng ta không thể mong chờ tiền đột biến được. Thế bây giờ cái phiên thứ hai thứ ba tuần sau sẽ là một cái cơ hội điều chỉnh, thì chúng ta để xem là
liệu có những cái cơ hội nào để mà chúng ta có thể ngắm nghía, nhất là những nhà đầu tư nào mà chưa có tỷ trọng cổ phiếu nào nhiều. Thế thì có chúng ta điểm qua một số các ngành lớn thì chắc là tôi cũng sẽ lấy đại diện một mã của mỗi ngành thôi. Đấy, chứ còn nếu mà nhiều mã quá chúng ta không có thời gian để giải đáp. Thế còn phần còn lại thì nếu anh chị gặp vẫn muốn tư vấn thì có thể liên hệ mở tài khoản với ID 4088 eBroker để tham gia các cái nhóm tư vấn trong phiên giao dịch. Thế đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cả cổ phiếu ở nhóm banh trứng thép thì Sacombank. Sacombank thì ngân hàng thì đối với Sacombank thì bây giờ cái vùng này thì nếu mà nhúng về đấy, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm vùng trên 25, từ 25 cho đến vùng Fibo ở vùng đỉnh cũ xác lập thời điểm giữa tháng 8 là vùng canh bán. Tức là coi như từ 25 cho đến 265 là vùng canh bán. Vùng canh mua sẽ là từ đường 20, khu vực khoảng độ 23 cho đến tối đa là cái Fibo 0.786 vùng 237. Đấy, tôi nghĩ là cái vùng này vùng canh mua, vùng phía trên là vùng canh bán. Đấy, thì rõ ràng như vậy thì không phải là chúng ta cùng một cổ phiếu chúng ta cứ mua, tại vì với dòng tiền như thế này thì chúng ta cũng đừng lo lắng là nó chạy một mạch đi. Đấy, cũng rất là khó để chạy được một mạch. Đấy, chúng ta xác định cái vùng như vậy, như Sacombank là được, nhóm ngân hàng gần đây khỏe. Thì đấy, ngoài Sacombank ra thì còn như một số các cổ phiếu ngân hàng khác thì chúng ta có thể tham khảo thêm ở trong những cái bài viết trên trang đầu tư từ đâu. Rồi tiếp đến là nhóm chứng khoán thì SSI. SSI thì trong nhóm chứng khoán thì tiền yếu đấy, hôm thứ sáu anh chị nào mà mua đuổi đấy, thấy rằng là bắt đầu phi lên một cái cũng rất nhiều anh chị thấy là break rồi nhảy vào, nhưng nói chung là cũng lại bị bán về. Đấy, một lần nữa chúng ta thấy rằng là sức mạnh B đấy, sức mạnh chưa phải quá khỏe. SSI sức mạnh ở nhóm B đấy, và tích lũy ở nhóm B, dòng tiền yếu rất khó bứt. Đấy thì thôi, chúng đối với cả chứng khoán thì cái nhịp này thì tôi không thích SSI bằng trường hợp VCI, thì hôm trước tôi chia sẻ rồi. Nếu mà thích chứng khoán thì VCI. VCI thì tôi thích nhúng hơn. Đấy, tức là hôm nay thì đấy VCI giữ được đà khỏe anh chị thấy không? Đấy, cổ phiếu cũng nhẹ hơn. Đấy, nhẹ hơn, vốn hóa bé hơn, thanh khoản ít hơn thì lượng tiền yếu vẫn có thể đẩy bật được giá cổ phiếu đi lên. Đấy, chứ còn nếu mà cổ phiếu chúng ta gọi là nặng nề thì lượng tiền yếu rất là khó đẩy. Thế nhưng với cả VC thì tôi vẫn muốn là chờ những cái phiên nhúng về. Nếu mà trong trường hợp thích nhóm chứng khoán ấy thì tôi nghĩ là SSI thì thôi, nặng nề quá thì chúng ta để một cái nhịp mà dòng tiền dồi dào chúng ta tham gia. Còn nếu mà chúng ta thích chứng khoán chúng ta có thể tham gia VCI. Giá nhúng về thì tôi nghĩ bây giờ đường MA5 đẩy lên khu vực khoảng độ 263 rồi thì có thể mua ở khoảng 265. Đấy thì canh đấy, phiên nhúng về hy vọng thứ hai thứ ba có những cái phiên nhúng về, thích cổ phiếu chứng khoán thì mua. Đấy, còn điểm bán thì có thể kỳ vọng bán ở khoảng độ vùng 295 cho đến 30. Đấy thì đối với cả VCI. Nhóm thép thì Hòa Phát. Hòa Phát tôi nghĩ cũng được. Hòa Phát thì nếu mà mua ở khoảng gần đây cũng 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 khỏe, nhưng ví dụ đang đỏ như này mà mua ở cái đường Fibo 0.618 tương đương với MA5 khu vực 19.7 cũng được. Đấy, nhưng tại vì cổ phiếu Hòa Phát thì do là cổ phiếu này thanh khoản lớn. Đấy thì có thể nếu mà gặp cái áp lực bán mạnh thứ hai thứ ba, tại vì nhiều nhà đầu tư thì đầu tư Hòa Phát là sử dụng vốn margin nhiều. Đấy, không ăn được có thể hạ bớt tỷ trọng đi. Nếu mà chẳng may nhúng được về quanh đường 20 thì là lý tưởng. Đấy, vũng nhúng về khu vực khoảng độ 18 8 đến 19 thì thôi tôi nghĩ không cần phải nghĩ, nên mua một cái tỷ trọng Hòa Phát để chờ sau năm mới xem như thế nào. Đấy, đường MA20 cũng cắt lên đường MA100 rồi. Còn nếu mà trong trường hợp mà mua ở cái khu vực khoảng độ 19.7 thì tôi nghĩ là tôi thiên mua tỷ trọng ít thôi. Đấy, vừa vừa thôi. Đấy, và kỳ vọng là sẽ nếu mà lên phía trên thì ở cái khu vực khoảng 21.5 cho đến 22 cũng chưa kỳ vọng là tiền yếu này lên nhiều. Nhiều anh chị có thể thích cổ phiếu nhẹ hơn trong nhóm thép thì có thể để ý trường hợp Hoa Sen. Đấy thì Hoa Sen cũng là giống tương tự như trường hợp của chúng ta đề cập như trường hợp VCI, thì Hoa Sen thì có thể kỳ vọng là lùi về quanh khu vực khoảng độ 12.8. Nếu mà thích Hoa Sen thì về 12.8 canh mua. Đấy, còn lại canh bán, ngưỡng canh bán thì tạm thời tôi nghĩ là treo ở giá trên. Đấy, kỳ vọng trước mắt là cũng chỉ kỳ vọng lên khoảng độ 14.2 thôi. Đấy thì không thích Hòa Phát thì có thể là xem xét Hoa Sen thì tôi nghĩ cũng khá là ok. Đấy, như vậy là banh trứng thép này, đi thêm một nhóm nhiều anh chị hỏi tôi về bán lẻ. Bán lẻ thì thực ra tôi không đánh giá quá cao nhóm bán lẻ trong nửa đầu năm tới. Đấy, bởi vì là nhóm bán lẻ gần đây cái diễn biến giá nó không ổn. Các anh chị thấy thị trường chung rất ổn đúng không? VN-Index trên MA 20 trên MA 5, trong khi đấy, đấy cổ phiếu thế giới di động
đấy, nằm dưới đường M20, dưới cả MA5, như vậy là rõ ràng. Và xu hướng là đáy sau thấp hơn đáy trước, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, và còn dưới cả cái phi mô thoái lui 0.236. Thì theo tôi là cổ phiếu Thế Giới Di Động chúng ta tạm thời cái nhóm bán lẻ đấy, như là Thế Giới Di Động này, DG World này, FRT, chúng ta tạm thời chờ một cái giai đoạn khác đấy. Thì tôi không đánh giá quá cao nhóm này ở cái nhịp sóng tới nếu mà có đâu đấy, nên chúng ta lưu ý là cái nhóm này chúng ta cứ tạm thời quan sát thêm khoảng độ 3 tháng tới xem như thế nào rồi tính sau, đợi quý sang đến quý 2 hoặc quý 3 năm 2023 thì chúng ta mới tính toán. Còn bây giờ với cái diễn biến ngắn hạn đang yếu hơn hẳn so với thị trường chung như thế này, thì thực sự là nếu mà thị trường chung có lên được thì nhóm này lên cũng không đáng kể đấy, thì chúng ta bỏ qua. Nhóm tiếp theo là tôi đánh giá cái triển vọng không cao cũng nên bỏ qua, đấy là nhóm phân bón đấy, đại diện Đạm Phú Mỹ đấy, cũng là đường MA5 cắt dưới đường MA20 và đường giá nằm dưới cả đường MA5 vào đường MA20 đấy, trong khi đấy thị trường chung đang tốt, nên kể cả những cái cổ phiếu này chúng ta thấy là đang chiết khấu tốt hơn thị trường chung, nhưng chúng ta phải nhìn cái bối cảnh là thị trường chung đang tốt như vậy mà các cái cổ phiếu này đã yếu, chứng tỏ là nó có vấn đề, nên chúng ta tạm thời trong vòng khoảng 3 đến 6 tháng tới thì chúng ta chưa vội tham gia đấy, chúng ta cứ chờ đợi thêm để đến một cái bối cảnh nào mà chín muồi hơn thì khi đấy tôi sẽ tư vấn thêm. Nhóm công nghệ thì FPT đại diện thì tôi nghĩ vẫn đánh giá cao FPT trong năm 2023 đấy, đường M20 đã cắt lên đường MA100 rồi đấy, và hoàn toàn có thể sẽ xây dựng một cái khu vực đi lên giá dần. Thế thì ngày hôm thứ sáu đã không giữ được MA5, thì theo tôi là nếu mà trong trường hợp mà phiên thứ hai thứ ba nhúng về được quanh khu vực phi mô 0.618 cái vùng 78 thì tôi nghĩ mạnh dạn mua vào đấy, khu vực này là khu vực có thể mạnh dạn mua vào được đối với FPT đấy. Kỳ vọng trước mắt thì khoảng 83, xa xôi hơn 89, nhưng thực ra nếu mà kỳ vọng của cá nhân tôi trong năm 2023 này thì tôi đánh giá là tôi kỳ vọng là FPT sẽ vượt, thậm chí vượt cái đỉnh cũ đấy. Thì về FPT thì cái nền tảng kinh doanh những cái quý gần đây cũng vẫn rất là tích cực đấy, nó điều chỉnh giai đoạn vừa rồi nó cũng điều chỉnh không quá sâu đấy, so với thị trường chung thì nó cũng chỉ điều chỉnh về cái phi mô 0.5 thôi. Giai đoạn vừa rồi vì nó điều chỉnh ít thì có thể sóng nó chưa chưa khỏe, nhưng đến năm tới khi mà thị trường chung ổn, những cái cổ phiếu này đang ở cái vùng tích lũy tốt ở trên cao thì hoàn toàn có thể kỳ vọng vượt đỉnh cũ, thậm chí là 10 đến 20% đấy, nên chúng ta lưu ý cái trường hợp này trong năm tới. Nên tôi nghĩ là cơ hội về đến cái vùng 78, anh chị nào chưa có cổ phiếu thì có là cơ hội để gia tăng đấy. Còn nếu mà về đến đường MA100 khu vực 76 thì không cần phải nghĩ đấy, khu vực 76 thì chúng ta có thể mua mạnh dạn, mua cái tỷ lệ 75 đến 76, mạnh dạn mua cái tỷ lệ lớn. Còn nếu mà ở quanh khu vùng 78 thì có thể mua ở vừa vừa đấy, thì đối với FPT thì tôi cũng đánh giá rất là cao. Nhóm nhóm gì đấy nhỉ, nhóm dầu khí thì PVS hoặc PVD, thì tôi nghĩ là PVS tôi vẫn giữ nguyên quan điểm là chờ những cái nhịp nhúng về, thì có thể là thích dầu khí thì có thể chờ nhúng về quanh khu vực phi mô 0.5 cái vùng khoảng độ 22.4 22.5 canh mua đấy, chúng ta thấy không, gặp chặn trên cái vùng phi mô 0.618 vùng 24 có dễ vượt qua đâu đấy, lùi về. Nên lưu ý ở bối cảnh thị trường hiện tại tuyệt đối không mua ở những cái phiên bùng nổ break, làm gì có tiền đâu mà mua mua break mà ăn được đấy, trừ khi mà sau Tết thì tôi không nói, trước Tết thì không có tiền mới đâu. Bây giờ cứ chờ những cái phiên nhúng về đấy, nhóm dầu khí thì tôi nghĩ là cũng được đấy, đường MA120 cũng đang bắt đầu chớm lên đường MA100, như PVD thì nhìn rõ hơn đấy, PVD thì có thể nếu mà anh chị nào thích PVD thì có thể chờ nhúng về quanh cái khu vực 19.3 đấy, canh mua vùng canh bán thì là cái vùng khoảng độ 21.2 21.3 đấy, như vậy chúng ta thấy không, không dễ lên mà bùng nổ xong mà mua là rất dễ là lỗ. Như vậy là nhóm dầu khí này triển vọng thì cũng được, nhóm dầu khí thì ít ra là nhìn tích cực hơn so với cả nhóm nhóm bán lẻ và nhóm nhóm phân bón, nhóm gì nữa nhỉ, bất thủy sản thì có IDI đấy, IDI thì chúng ta thấy là phiên phiên hôm thứ năm lên, phiên thứ sáu lùi về ngay. Thế thì phiên thứ hai nếu mà nhúng tiếp thì tôi nghĩ rằng là nếu mà nhúng quanh MA5 thì cũng có thể xem xét cái vùng 12.2, 12.3. Còn nếu mà trong trường hợp quá đà mà nhúng được về quanh cái đường MA20 đây, khu vực 11.3 thì cũng đẹp quá.
Đấy, cái vùng này thì tôi nghĩ là tôi thích hơn. Đấy, nhưng nhiều khi là cũng không đòi hỏi được cái cổ phiếu, các cái cổ phiếu thủy sản cũng đang được hưởng lợi từ cái câu chuyện Trung Quốc mở cửa, thì cũng có thể xem xét xem thứ hai thứ ba, nếu mà nó không thủng được khỏi vùng 12 thì có thể xem xét mua ở quanh vùng 12.2 cũng được. Đấy, kỳ vọng thì nếu mà sau Tết mà lên được vùng 14 thích thì chốt lời vùng này. Tôi mà tùy thuộc vào dòng tiền nữa, nhưng ít ra chúng ta nhìn thấy có một cái dư địa để chúng ta chốt lời. Rồi xem còn nhóm nào nữa không nhỉ? Rồi nhóm bất động sản khu công nghiệp đi. Bất động sản khu công nghiệp thì có IDC. IDC tôi nghĩ cũng được. IDC thì bây giờ tôi thích là nếu mà về cái vùng mua dài hạn quanh khu vực khoảng độ 34, Fibo thoái lui 0.236, cái vùng 34, nếu mà phiên thứ hai thứ ba mà bị bán nhúng về 34 thì mạnh dạn mua. Đấy, ngưỡng chốt lời ngắn hạn thì có thể kỳ vọng cổ phiếu tăng lên cái vùng khoảng 40. Đấy thì mua 34 bán 40 tôi nghĩ là cũng là khá là hấp dẫn. Đối với cả nhóm cổ phiếu điện, điện thì chúng ta có thể quan tâm cái trường hợp của Pao. Pao cũng được. Pao thì tôi nghĩ rằng là nhúng về, nếu mà nhúng về quanh MA5 là đẹp nhất, nhúng về MA5 bây giờ khu vực 11 năm mua là đẹp nhất. Mua 11 năm kỳ vọng ngắn hạn bán 12 năm thì đâu đó nó cũng được khoảng độ cũng 7%, tôi nghĩ cũng được. Đấy, còn nếu mà trong trường hợp mà mua ở cái vùng khoảng độ 12 thì nó hơi sát giá 12 năm, cái dư địa lợi nhuận không nhiều. Đấy thì tôi nghĩ là đối với Pao thì tôi thích hơn cái vùng nhúng về cái vùng 11.5. Thì lưu ý trường hợp Pao. Cổ phiếu nữa, nhóm điện, nhóm bảo hiểm có BMI. BMI thì lên đến đường MA 100 kéo Fibo thoái lui. Ở vùng giá này thì đang tiệm cận cái vùng cản. Vùng cản ở đây là tiệm cận cái Fibo 0.5 cũng như là sau khi đường MA 100. Như vậy nếu mà ở cái vùng cản này thì tôi không nghĩ là nên mua ở vùng này. Nếu mà thích cái nhóm bảo hiểm thì có thể là xem xét lùi về quanh cái khu vực khoảng 22.2. Đấy, BMI thì có thể xem xét những cái phiên nhúng về 22.2 canh mua. Đấy, còn lên cái vùng khoảng 24.2 thì canh bán. Đấy thì dư địa nó cũng được 7 đến 10%. Đấy, trước mắt thì dòng tiền yếu như thế này thì chúng ta đừng kỳ vọng quá nhiều. Đấy, chúng ta kỳ vọng vừa vừa thôi. Đấy, đầu tư công thì có thể lưu ý trường hợp VCG ở nhóm đầu tư công. Đầu tư công thì tôi nghĩ cũng được, có một số mã thì tôi cũng chỉ trong cái buổi này thì tôi đầu tư công thì bây giờ VCG thì tôi cũng không không dám nghĩ nó lùi được sâu hơn. Trước mắt là kỳ vọng là nó nhúng về MA5 tương đương với Fibo 0.5 cái vùng khoảng độ 10 19 thì canh cái điểm mua nhúng về 19 có thể canh mua. Đấy, còn kỳ vọng thì nếu mà sau Tết trước mắt nó lên cái vùng quanh 21 27 cho đến 21 thì có thể mạnh dạn chốt lời. Đấy, anh chị thấy không? Lên đây phát bị bán về ngay. Nên chúng ta đừng đừng mua ở ngưỡng cản, chúng ta phải mua ở hỗ trợ. Đấy, nếu mà ở những cái giai đoạn dòng tiền khỏe quá, đấy giống như năm cuối năm 2020 hay như năm 2021 thì chúng ta mua ở những vùng cản không sao cả, tại vì break xong lại lên tiếp rất là mạnh. Nhưng ở những cái năm mà dòng tiền yếu hoặc ở năm sóng hồi thì chúng ta không nên mua break, chúng ta chờ những cái ngưỡng hỗ trợ lùi về chúng ta mua, phải kiên nhẫn thôi. Tại vì thực ra vào những cái năm mà yếu, dòng tiền yếu ấy thì bao giờ kiếm tiền trên chứng khoán nó rất là khó, nếu mất tiền dễ hơn. Nên chúng ta phải phải cân đo đong đếm. Đấy, chứ không thể nào mà mua bừa được như như những năm 2020 21 cứ nhắm mắt vào mua cũng thắng. Đấy, lưu ý VCG cái nhóm đầu tư công thì tôi thích nhất là VCG thì dưới 19 thì tôi nghĩ là có thể canh mua. Điện rồi này. Đầu tư công, bất động sản khu công nghiệp. Đấy, ngân hàng. Đấy, về cơ bản còn cũng về cơ bản như vậy là tổng hợp lại là cũng chỉ có một số các cái mã đó là đáng chú ý nhất. Đấy thì các anh chị lưu ý một những cái nhóm như là nhóm cổ phiếu như là Sapeco, tức là rơi vào các nhóm thực phẩm đồ uống. Ví dụ anh chị thích Sapeco thì cũng được, như Sapeco thì tôi nghĩ là bây giờ Sapeco thì tôi chỉ kỳ vọng bán ở cái cản chéo, cái khu vực đây, cái cản chéo khu vực 191. Đấy, cứ mỗi lần lên đây nó tụt về, thế thì cái vùng mua thì chúng ta canh những cái phiên nhúng về, ví dụ như đầu phiên hôm thứ sáu hay là phiên thứ năm này, có những lúc nó nhúng về quanh đường MA 100, khu vực khoảng độ 179 đấy, đến 100 khoảng 80. Nếu mà thích Sapeco thì có thể là nhóm thực phẩm đồ uống thì tôi thấy Sapeco cũng được. Đấy thì có thể 178 cho đến 180, có thể canh mua, canh bán ở 189 cho đến 191. Thế hay như Vinamilk cũng được.
Đấy, Vinamilk, nhưng Vinamilk thì ở cái vùng này Vinamilk thì sóng 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 nếu mà chúng ta mua đuổi cũng rất là khó ăn. Đấy thì tôi thấy là mua ở những cái vùng như tôi chia sẻ là mua quanh những cái vùng lùi xuống dưới của Vinamilk, như bây giờ Vinamilk đang bám sát cái đường A100. Thế là những cái lúc về sát đến khu vực quanh A100 chúng ta canh mua là đẹp nhất. Đấy còn nếu mà mua ở cái vùng tích lũy này để đuổi lên trên, tôi thấy là ở Vinamilk nó hay khó ăn, bởi vì Vinamilk thì cái xu hướng của nó là chính vẫn là sóng hồi. Mặc thế dù là trung hạn bây giờ cũng đang được cải thiện, ngắn hạn và trung dạng cải thiện, nhưng nó có một cái sức ép về dài hạn đấy, cái cản chéo cũng như các cái fibo ở phía trên đấy. Ví dụ như bây giờ Vinamilk đang có cái fibo cái vùng fibo thoái lui khu vực fibo 0.5 này, cái vùng 85 rất là khó chinh phục đấy. Thì nếu mà thích Vinamilk thì nên chờ những phiên nhúng xuống đấy, nhúng xuống ví dụ như bây giờ nhúng xuống cái khu vực khoảng fibo 0.MA20 hoặc là Fibo 0.382 nhúng xuống quanh cái khu vực khoảng 79 thì có thể xem xét mua. 79.5 thì có thể xem xét mua, 79.6 còn lại lên cái vùng 85 thì bán. Thì thực ra đấy là một số các cái cổ phiếu mà tôi có thể nhìn thấy ở trên công cụ khuyến nghị Fit, nhưng chúng ta lưu ý là gì, chúng ta nên canh những cái phiên nhúng về để chúng ta mua đấy, còn khi mà lên đến cái ngưỡng cản thì chúng ta canh bán đấy. Thì hy vọng những cái chia sẻ của tôi sẽ hỗ trợ cho các anh chị và các bạn trong cái quá trình ra quyết định. Thế thì nếu các anh chị và các bạn mà cảm thấy những cái chia sẻ của tôi là hữu ích thì có thể là ủng hộ like hoặc là share video này một lần nữa. Hẹn gặp lại các anh chị vào những cái video tiếp theo của Đầu tư từ đâu, và các anh chị đừng quên đăng ký kênh Đầu tư từ đâu để khi nào mà chúng tôi có những cái video sớm nhất mới thì các anh chị có thể cập nhật được một cách sớm nhất.